Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần nhé. Sau ồn ào với Đại sứ Hoàn Mỹ, mới đây Đào Anh, thí sinh lọt khỏi top 15 của chương trình đã quyết định livestream để kể rõ những góc khuất trong chương trình, đặc biệt là những nhận định của thí sinh này về giám khảo Võ Hoàng Yến đang bị cư dân mạng ném đá vô cùng dữ dội. Cụ thể, Đào Anh khẳng định Võ Hoàng Yến không đủ chuyên môn để ngồi vị trí giám khảo. Võ Hoàng Yến nhận xét những điều không hề chuyên môn, nhận xét chật lất. Lúc trước thì chị ấy nói mình không đủ kỹ năng không tốt. Lúc sau khi vào vòng chọn lại thì lại nói mình là có kỹ năng là như thế nào. Tại vì chị bánh tráng với mình trước nên mình cũng bánh tráng với chị luôn. Võ Hoàng Yến mình cảm thấy là một người không đủ chuyên môn để ngồi ở vị trí đấy. Mình nói thẳng luôn là không đủ chuyên môn, tại chị nhận xét những cái điều không hề liên quan đến chuyên môn của chị ấy. Những cái điều không liên quan chuyên môn chị nhận xét chật lất. Trước đó trong tập 1 của Đại sứ Hoàn Mỹ, khi nhìn màn catwalk của Đào Anh, giám khảo Võ Hoàng Yến đã có những nhận xét thẳng thắn dành cho thí sinh này. Đối với nữ hoàng catwalk, Đào Anh có cách đánh váy chưa đẹp mắt, trang phục thật sự chưa chỉn chu vì làm lộ ra vết thương ở chân. Đào Anh chia sẻ vì cô vừa bị tai nạn hôm trước nên đã phải ghép hai bộ trang phục thành một để che vết thương. Võ Hoàng Yến cũng là giám khảo duy nhất không chọn Đào Anh trong vòng đầu. Sau khi không được Võ Hoàng Yến lựa chọn, Đào Anh từng bật khóc trong hậu trường và cho biết đã có ý định vào Sài Gòn sớm để học lớp catwalk của siêu mẫu. Chị Yến có thắc mắc vì sao kỹ năng của em chưa được tốt. Trước chương trình, em đã có chuẩn bị, mong muốn được vào sớm để học một lớp catwalk của chị Yến hoặc một người nào đó để có thể nâng cao khả năng của em hơn. Thế nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây, Đào Anh đã tố Võ Hoàng Yến nói rất nhiều để tác động đến sự lựa chọn của huấn luyện viên Kiều Loan trong màn chốt đơn cuối cùng. Vì sao các huấn luyện viên mà nhất là chị Võ Hoàng Yến là giám khảo chính lại tác động đến sự lựa chọn của Luna? Chắc mọi người cũng biết tôi là đối thủ trực tiếp của Mỹ Kỳ, học trò của chị Yến tại vòng voting online. Lúc chọn top 25, chị Yến không chọn tôi vì tôi thiếu kỹ năng. Tuy nhiên, tại vòng chọn lại của huấn luyện viên Kiều Loan, chị Yến lại nói tôi có kỹ năng nên khuyên Luna chọn Đại Dương. Từ lúc đó tôi đã rất thất vọng và hối hận khi tham gia chương trình. Sau khi đoạn livestream lên sóng, cư dân mạng đã phản ứng gay gắt trước nhận định của Đào Anh. Đào Anh livestream nói chị Yến không có chuyên môn à, vậy em có nghe ở Việt Nam có câu nhất Thanh Hằng nhì Hoàng Yến chưa vậy em? Bị loại sớm là phải, chứ vào sâu hơn thì ta còn diễn đến cỡ nào nữa. Nghĩ sao kêu Võ Hoàng Yến không đủ chuyên môn, chắc Đào Anh đủ trình để ngồi cùng với chị Võ Hoàng Yến à. Đào Anh rõ ràng đang kiếm fame từ Võ Hoàng Yến mà. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những chia sẻ của Đào Anh thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúng mình là S News và hiện tại thì chúng mình đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm hãy truy cập xuống đường link bọn mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn nhé.